Quý bà con cô bác thân mến, đêm nhạc Ngôi Sao Miệt Vườn do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Bình Chánh kết hợp với Hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn với sự tài trợ của Kim Khiết Diamond, Nha khoa Anna và sự đồng hành của Ecota 9, máy lọc nước Ion Kiềm xin được phép bắt đầu. Ngôi sao miệt vườn, người lắm người ơi. Mình không tôn phí cuộc chơi hết đi vui lắm bạn ơi. Dạ Khương Dừa và Huỳnh Thơ kính chào quý bà con cô bác ạ. Kính chúc quý bà con cô bác mình có một buổi tối xem văn nghệ thật là vui vẻ, nhiều sức khỏe. Quý bà con cô bác thân mến, đêm nhạc Ngôi Sao Miệt Vườn do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Bình Chánh kết hợp với Hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn tổ chức với sự tài trợ của Kim Khiết Diamond, Nha khoa Anna và nhà đồng hành Ecota 9, máy lọc nước Ion Kiềm. Xin cảm ơn quý bà con bác rất nhiều đã ủng hộ những cái đêm nhạc của Hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Dạ, Quỳnh Thơ xin kính chào quý bà con cô bác của tối đêm nay. Lâu lắm rồi Quỳnh Thơ mới được trở lại, hình như là khoảng 2 tháng anh Khương Dừa. Dạ, Quỳnh Thơ tháng mới... chưa? Dạ, gần 2 tháng rồi. Quỳnh Thơ được trở lại với đêm nhạc thứ 7, đêm nhạc Ngôi Sao Miệt Vườn. Dạ, cho Quỳnh Thơ hỏi là bà con có khỏe không? Khỏe dạ. Mới... Bà khỏe con mới có nhớ à? Con không? Dạ, con cảm ơn. Dạ, dạ. Anh bà Khương con Dừa... bác Ngôi Sao Miệt Vườn dễ thương lắm. Dạ, dạ. Anh Khương Dừa biết không, khi mà Huỳnh Thơ vắng mặt á, Huỳnh Thơ cũng xem tất cả các đêm nhạc luôn. Rồi Huỳnh Thơ đọc rất là nhiều comment, thấy là ông bà cô bác nhắc Huỳnh Thơ rất là nhiều, yêu thương và quan tâm Huỳnh Thơ rất là nhiều. Quả thật đó là một niềm hạnh phúc mà khi mà nhắc lại thì Huỳnh Thơ cảm thấy cảm xúc dâng tràn luôn. Con cảm ơn bà con cô bác rất nhiều ạ. Dạ, quý dạ. bà con cô bác thân mến, bữa giờ thì là mấy bữa trước thì Huỳnh Thơ bận, rồi xong rồi Dung Văn Dung Vẻ mới dẫn chương trình với Khương Dừa. Rồi hôm nay thì Dung Văn Dung Vẻ là tính là lịch bị bận, nhưng mà cuối cùng tới là cũng sớm, nhưng mà cuối cùng là Khương Dừa sắp xếp là Huỳnh Thơ dẫn với Khương Dừa. Rồi xong chắc mai mốt chắc hai chị em xen kẽ dẫn với anh, rồi dạ. có khi là hai chị em cũng dẫn luôn cũng được. Dạ. Nếu mà quý bà cô chú chị yêu thương ủng hộ ha. Dạ. Không biết bà con có ủng hộ hai chị em con dẫn chung không? Dạ. Dạ là bữa đó là cho sư phụ ngồi ở dưới làm giám khảo luôn. Dạ hai chị em con dẫn chung. Không ủng hộ, nói không ủng hộ kỳ chứ. Dạ, thưa bà con cô bác thì thật ra là Quỳnh Thơ ở nhà Quỳnh Thơ coi là chị Dung Văn Dung Vẻ của Quỳnh Thơ là dẫn quá trời dễ thương luôn, đúng không ạ? Quá trời năng lượng luôn. Dạ cho nên là nhân đây thì Quỳnh Thơ trở lại với đêm nhạc thì thật sự mà nói là Quỳnh Thơ rất là yêu mến sân khấu của Hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Tuy nhiên là cũng có một số công việc cá nhân của Quỳnh Thơ nữa, Quỳnh Thơ không có sắp xếp được hết. Quỳnh Thơ xin bà con cô bác thứ lỗi rất là nhiều. Tuy nhiên á là Quỳnh Thơ thấy hai chị em hoặc là tất cả các chị em luôn luân phiên đứng ở đây cùng với anh Khương Dừa, kết hợp với anh Khương Dừa để mang đến cho chương trình của chúng ta nhiều màu sắc hơn và ấn tượng hơn. Và tại vì mình thay đổi thường xuyên luân phiên như vậy thì sẽ mang đến nhiều màu sắc hơn nữa, nhiều năng lượng hơn nữa. Bởi vậy cho nên Huỳnh Thơ rất là hy vọng bà con cô bác đã yêu thương Huỳnh Thơ thì yêu thương luôn chị Dung Văn Dung Vẻ. Còn bà con cô bác nào yêu thương chị Dung Văn Dung Vẻ thì yêu thương luôn Huỳnh Thơ nha, và mãi mãi yêu thương Ngôi Sao Miệt Vườn. Đúng rồi, bà con bác đây mình phải yêu thương nhau. Dạ thì hôm nay thì Khương Dừa đi một vòng á, thì cũng gặp rất nhiều quý bà con cô bác đã đến xem những cái đêm văn nghệ của Hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Rồi cũng gặp một vài rất nhiều bà con cô bác cũng lần đầu đến với hội quán. Có nhiều bà con bác ở xa quá, nếu mà hội quán hoặc là bản thân Khương Dừa có gì sơ sót thì cũng kính mong quý bà con cô bác thông cảm bỏ qua ha. Dạ cảm ơn rất nhiều. Rồi dạ. em giới thiệu về đêm nhạc. Vậy thì hai anh em mình sẽ quay là trở lại với đêm nhạc ha anh ha. Dạ. Trong đêm nhạc ngày hôm nay sẽ hứa hẹn mang đến cho bà con cô bác thật là nhiều tiết mục ấn tượng với sự góp mặt của nghệ sĩ Phượng, nghệ sĩ Thanh Hằng, dạ, nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan, rồi ca sĩ Võ Lê My, nhóm hài Thanh Bắc, các thí sinh của Ngôi Sao Miệt Vườn và dẫn chương trình anh Khương Dừa và Huỳnh Thơ. Dạ cảm ơn bà con bác rất nhiều. Rồi bây giờ nó cũng trễ rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu vô chương trình luôn. Mở đầu chương trình thì Khương Dừa sẽ mời quý bà con bác đến với một tiết mục rất là trẻ trung sôi động của một cô ca sĩ đến từ Bình Định. Dạ, rất là trẻ, sĩ. Rất là đẹp và hát rất là hay. Dạ, mời dạ. bà con bác đến với tiết mục của ca sĩ Võ Lê My. Dạ vâng ạ, lý do đầu tiên cho phép con là Võ Lê My xin gửi tới bà con cô bác có mặt trong buổi tối ngày hôm nay lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng nhất ạ.
Dạ con thì đi diễn thì con sẽ hát những ca khúc trẻ như là remix, nhạc sôi động thì con xin phép bà con cô bác cho con hát nha. Nhạc sôi động được không ạ? Dạ có thể lì xì cho con một trận tay lớn lớn được không ạ? Dạ xin cảm ơn rất là nhiều. Âm nhạc miền Tây cũng là đưa con đến gần hơn với khán giả. Một ca khúc được mang tên Em Là Nhất Miền Tây, xin cùng lắng nghe ạ. Thời em mà đọt môi hồng cho anh mượn đất anh trong cụ hoai. Nắng che tay ướt ra đồng mồ hôi còn ướt má hồng chưa phai. Bằng chân năm ngón xinh ngoan xinh. Em đi trong nắng chang chang chẳng xin anh trong sao thấy hoang mang. Vì thương em nhất trong cái đám trai lạc. Đừng tìm đâu xa em đây dần chưa có người yêu. Vài chục năm nay chưa ai hỏi thăm đôi lời. Sống trên làng bên còn ai đang đồng phân. Mang em qua nhà em cho má cho em mừng. Vỗ tay thêm được không ạ? Yes. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cảm ơn ạ. Tí nữa cô lên quẩy với con nữa được không? À tí nữa con xuống phía dưới con quẩy cùng với cô luôn nha. Dạ con cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ bà con mình ơi. Dạ lớn hơn nữa được không ạ? Bà con mình ơi. Dạ em nhân ngày hôm nay thì em xin cảm ơn anh Khương Dừa rất là nhiều đã tạo cơ hội cho My có mặt trong hội quán Việt Kiều ngày hôm nay để góp những ca khúc của em góp vui cho bà con có mặt trong tối ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn anh rất là nhiều và My mong rằng hàng đêm quý vị hãy đến ủng hộ với hội quán Việt Vườn đúng không ạ? Được không ạ? Dạ, có thể lì xì cho My cũng như toàn thể tất cả các ekip có mặt trong buổi tối hôm nay những tràng pháo tay lớn nhất được không ạ? Dạ, xin cảm ơn rất là nhiều. Như anh chị có nói là My là một người con Bình Định. Mà vừa rồi My có một cái ca khúc mà viết về quê hương Bình Định của My mà có liên quan đến âm hưởng nhạc miền Tây và được các bạn chế lại lời từ ở các tỉnh này qua tỉnh khác. Và My xin phép hôm nay cho My được thể hiện một ca khúc mang âm hưởng miền Tây và lời là quê hương của My. Ca khúc được mang tên Theo Em Về Miền Trung. Xin cùng lắng nghe ạ. Dạ cho con được phép xuống phía dưới gần hơn được không ạ? Sống sâu cao
Dạ xin cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn những chàng trai thi của vài con cô bé rất là nhiều ạ. Dạ, để quay lại với bầu không khí mà âm nhạc mà con đang theo đuổi, đó là dòng nhạc remix. Dạ, bây giờ vài con cô bé ơi, đã sẵn sàng quẩy cùng với con chưa ạ? Dạ, cho con sôi động một tí được không ạ? Dạ vâng, một ca khúc mà cũng được quý vị đón nhận, đặc biệt là quý vị có con gái ạ. Một sáng tác của anh trai Long Hoàng Hình, ca khúc được mang tên Con Gái Là Bảo Bối, xin cùng lắng nghe ạ. Dạ, nhạc thế này thì quý vị ơi, bà con mình ơi có thể vỗ tay theo được không ạ? Anh đừng mang khóc con tim em. Anh đừng mang khóc con tim em. Anh đừng mang khóc con tim em. Bờ mi em cong cong mặc bộ câu sang trong má con môi hồng em xinh như mộng. Come on, vì em to dằn 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 là con trai thời nay dữ dằn. Đừng có mà từng dòng ba lời ngon mặt mà không thể chẳng sao chẳng đầy bên nhau. Vì nói con ơi tụi nó nói sao? Ơi anh chị ơi mau về đi đừng ra đứng lăng ta lăng tinh. Em đây không dễ dời gì mà nhìn thân. Như dây lúa đào, cành vàng lá ngọc.
Xin cảm ơn những chào vỗ tay cảm cũng như những bó lòng của bà con cô bác đã dành cho con ạ. Một lần nữa thì Lê My xin chúc cho bà con cô bác có mặt trong buổi tối ngày hôm nay có một buổi tối siêu ca nhạc thật tràn đầy niềm vui. I love you. Cảm ơn My rất là nhiều nha. My biết sao không, bà con cô bác ở hội quán ngôi sao miệt vườn rất là điềm đạm, coi nhạc xung cỡ nào ngồi nhịp chứ không ạ. Coi kỹ em coi chỉ với chân nhịp lia lịa luôn á. Mà tại vì không có nhóm nhảy thôi. Để người ta thưởng thức âm nhạc ha. Cảm ơn em rất là nhiều. Một cái tiết mục rất là sôi động, rất là dễ thương. Dạ, bà cô bác nhớ ủng hộ cho Võ Lê My nha. Dạ, hẹn gặp dạ, em cảm nha. Cảm ơn anh ạ, cảm ơn, rồi, cảm ơn em nhiều. Cảm ơn Lê My và cảm ơn vũ đoàn những thiên thần nhỏ. Quên cảm ơn anh trai, ông ngồi, dạ. Ông đang thở dạ. Thở quá thở. Anh thở anh để dành lát nữa tiết mục sau. Tính dạ. Ra ca sĩ thì có đôi ba lần tham gia cho ở hội quán ở sao Bình Dương thôi. Còn ở đây có bà ngoại với lại ảnh là đêm nào cũng có mặt một người. Gọi là thành viên thường trực luôn phải không anh? Rất dễ dạ. Thương, không có nhiều lắm dạ. Có nhiều bà con cô bác là cứ thứ bảy là trở thành một cái thói quen luôn. Gần đến như là chừa lịch cái ngày đó luôn anh. Đúng rồi. Chừa lịch dành cho anh luôn đó. Đúng dạ. Rồi, cảm ơn rất là nhiều luôn. Và bà con cô bác thân mến, sau đêm nhạc 13 tháng 4 2024 này thì là tới ngày 20 tháng 4 2024 dạ. Khương Dừa sẽ tổ chức đêm nhạc ngôi sao miệt vườn ở dưới sân vận động tỉnh Long An, số 7 đường Trương Định, phường 2, thị xã Tân An, tỉnh Long An. Hy vọng là quý ông bà cô chú anh chị nếu mà ở gần đó thì mình đến để mình xem chương trình ha. Rồi sau đêm 20 tây tháng 4 thì Khương Dừa sẽ trở lại làm những cái đêm nhạc ở hội quán ngôi sao miệt vườn và mình sẽ duy trì luôn chứ không có lấy cái lịch ở hội quán ngôi sao miệt vườn nữa. Nãy có nhiều bà con bác nói sợ Khương Dừa mới mốt rồi đi làm chương trình ở những cái địa phương khác cái mình làm thứ bảy cái mình bỏ lịch ở đây thì nó cũng hơi buồn dạ. Coi vậy chứ buồn lắm anh, tại vì mình cũng đã đi qua định kỳ rất là khá là lâu rồi, gần như đó là một thói quen rồi. Cho nên là nếu như mình vắng là cũng khá là buồn đó dạ. Cũng được 3 tháng mấy rồi chứ. Dạ đó. Cho nên là và đặc biệt một điều là đêm nhạc 20 tháng 4 của mình có sự góp mặt của rất nhiều những nghệ sĩ, những ngôi sao. Ví dụ như là danh hài Bảo Chung nè, danh ca Châu Thanh, rồi nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, ca sĩ Quỳnh Trang, ca sĩ Thùy Trang, ca sĩ Dương Hồng Loan, nghệ sĩ Dũng Nhí. À dạ rồi ca nhạc sĩ Trường Sơn, rồi ca sĩ Châu Ngọc Tiên, rồi bạn Lan Anh Nguyễn Thắng dẫn chương trình Khương Dừa Quỳnh Thơ. Dạ em thuộc chưa? Thuộc bài. Hồi nãy sư phụ em nói rồi, bây giờ mà em không thuộc bài là coi như là ảnh phải suy nghĩ lại cái vị trí của em ở đêm nhạc 20 tháng 4. Dạ. Xin thời gian của bà con bác một xíu để chia sẻ về cái đêm nhạc 20 tháng 4. Thì bà con qua cô bác cũng biết là bữa giờ Khương Dừa làm đêm nhạc ngôi sao miệt vườn ở đây nè, rồi cũng được bà con bác yêu mến, rồi những bà con cô bác ở các địa phương lân cận cũng yêu mến, thậm chí là những anh chị lãnh đạo ở các địa phương cũng yêu mến. Cho nên là đợt này là các anh chị lãnh đạo ở dưới tỉnh Long An có liên hệ với Khương Dừa để kết hợp để làm một cái đêm nhạc ngôi sao miệt vườn để chuẩn bị quảng bá cho cái tuần lễ văn hóa thể thao du lịch của tỉnh vào tháng 11 đó. Nếu mà đêm nhạc 20 tây tháng 4 tới mà Khương Dừa làm mà được bà con bác yêu mến yêu thương ủng hộ thì sắp tới thì cũng sẽ kết hợp với bên tỉnh sẽ tổ chức ở nhiều địa phương, ví dụ như là Bến Lức, rồi Đức Hòa, rồi Đức Huệ, nhiều chương trình để phục vụ cho quý bà con cô bác. Nhưng mà bà con bác yên tâm, ở đây vẫn là cái nhà của Khương Dừa, cho nên Khương Dừa vẫn phải chăm chút và vẫn phải tổ chức những cái chương trình hấp dẫn để cho quý bà con cô bác tới đây để mình có một cái ngày cuối tuần mình thưởng thức văn nghệ thật là vui tươi, thật là nhiều sức khỏe. Gọi là đi đâu thì đi nhưng mà vẫn nhớ về cái nơi, cái nền móng của mình ở đây à, không có bỏ quên ở đây đâu bà con cô bác yên tâm. Dạ. Và gần như 20 tháng 4 là cái đêm nhạc mà đánh dấu là một cái cột mốc rất là quan trọng của ngôi sao miệt vườn đúng không dạ. Anh? Dạ. Nó đánh dấu cái trong cái sự nghiệp của Khương Dừa luôn á.
Thật xưa vừa Khương vừa làm chương trình là cũng bé dễ thương, là được bạn Bắc yêu thương ủng hộ, và chưa bao giờ ra một cái sân vận động để làm một chương trình lớn như thế. Còn bà con bác nào đến xem được thì rất là cảm ơn. Còn bà con bác nào chưa đến xem được thì Phương Dừa sẽ ghi hình lại để bà con bác ở nhà mình xem ha. Dạ, và hy vọng với những tâm tư, tình cảm và tâm huyết đặt vào chương trình của ngày 20 tháng 4 thì Huỳnh Thơ cũng hy vọng rằng quý bà con cô bác sẽ luôn ủng hộ mấy anh em, cũng như là giới thiệu cho người nhiều người cùng biết đến chương trình và cùng đến xem. Rồi, bây giờ mình sẽ chia sẻ nhiều đó, một xíu mình chia sẻ tiếp. Giờ mình sẽ đến với một tiết mục của một bạn thí sinh ngôi sao miệt vườn. Chương trình tuần nào cũng có phải có những bạn thí sinh ngôi sao miệt vườn mà bà con của bác rất là yêu mến. Và bây giờ Khương Dừa kính mời quý bà con bác đến với giọng hát của anh Bằng và một thí sinh trong tập 4 của chương trình ngôi sao miệt vườn mùa 2. Bà con bác cho một tràng pháo tay ạ. Dạ, lời đầu tiên thì cho phép Phi Bằng Lê xin được gửi đến bà con cô bác của chương trình Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn một buổi tối thứ bảy thật là tràn đầy năng lượng và hạnh phúc ạ. Hôm nay vui quá trời là vui luôn, bà con cô bác đông quá trời đông trong Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Hôm nay cả nhà chúng ta, đặc biệt là bà con cô bác, sẽ được thưởng thức nhiều cái tiết mục rất là đặc biệt. Ca nhạc remix cũng có, là nhạc trữ tình cũng có, là dân ca Nam Bộ, dân ca miền Tây đều có hết cả nhà ơi. Dạ, bây giờ đây thì cho phép Phi Bằng Lê xin được gửi đến bà con cô bác một bài hát nữa. Ca khúc được mang tên là Thôi Lỡ Duyên Tình, một sáng tác của Minh Vi. Xin mời cả nhà chúng ta cùng lắng nghe. Tôi
giờ còn riêng tôi ôm niềm đau dấu kín trong lòng. Phần đời như sông tôi về đâu, nước lớn nước rộng, tình hợp rồi tan biệt ly ai biết đâu ngờ. Như lục bình kia chợt thấy nhau lướt đi vô tình, tình hợp rồi tan biệt ly ai biết đâu ngờ. Như lục bình kia chợt thấy nhau lướt đi vô tình. Cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều ạ. Cảm ơn anh nhiều nha. Dạ chúc anh sức khỏe. Bữa nay rung không rung đi vô luôn. Bà con bác nhớ còn không biết còn nhớ ảnh không nữa. À, anh trai mà dẫn với lại bạn Ngọc Ánh trong cái đêm nhạc mà Hương Dừa khai trương hậu quán ở sân Miệt Vườn vào ngày 28 tháng 12 đó. Ở đây thì bà con bác cũng rất là yêu mến cũng thương, nhưng mà biết sao khi mà chia sẻ lên một vài nền tảng thì có nhiều bà con bác lại chửi anh quá trời. Xong rồi cứ vừa phải táo xuống luôn. Nhiều cái mắc cười lắm. Dạ dễ thương lắm. Dạ bây giờ Khương vừa quan sát thì thấy sân khấu của mình bà ông bác đang tới cũng kính rồi ha. Dạ cảm ơn bà ông bác rất là nhiều nha. Trong chương trình hôm nay thì sẽ có sự tham gia của nhiều anh chị em nghệ sĩ. Nãy giờ bà ông bác đã xem được bạn Võ Lê My rồi ha. Dạ rồi bạn anh Bằng. Dạ rồi ngoài ra còn các anh chị nghệ sĩ cũng đã tới ở phía sau cánh gà rồi để chuẩn bị phục vụ quý bà con cô bác. Quý bà con bác mà yêu mến nghệ sĩ nào thì mình có thể đi từ từ người thôi, đừng có đi đông quá, để mình ra phía sau mình chụp hình giao lưu. Liên tục chương trình hôm nay thì mình sẽ cùng đến với một tiểu phẩm. Không ai mở mic nói không nghe gì chứ. Mở mic rô cho cái có cái bà mập mập ở phía sau kìa. Đi đông quá trời quá đất rồi. Trời ơi ông cháu ơi, sao mà ngày nào em đi kiếp chồng em cũng đi lạc vô trong hậu quán rồi sao Miệt Vườn vậy trời. Em vô trong đi. Cái bà này bà dữ lắm. Ai vậy, ai kêu vậy? Trời ơi đang đi kiếp chồng ai kêu vậy quá trời quá đất rồi. Giờ đây, ủa anh Khương Dừa. Lên đây với anh nè. Ủa anh Khương Dừa. Con gái đứa gì đâu mà đi la làng nó sớm vậy. Đâu có đâu, em đi kiếm chồng em. Kiếm chồng tưởng kiếm con không chứ. Anh Khương Dừa trời lâu. Lâu quá không gặp anh. Trời sao anh đẹp trai quá nhỏ. Sao bữa nay em bự quá vậy. Anh có duyên. Đi đâu kiếm chồng hả? Kiếm chồng mà sao? Thôi đi, giờ em thấy anh rồi thôi không kiếm nữa, em đi về nha. Trời cái thứ gì kỳ mê trai mà quên chồng luôn vậy. Dạ lên đây kiếm chồng phải không? Kiếm chồng. Tiền chồng em sao mà ngày nào nó cũng đi nhậu nhẹt hết trơn vậy? Thì đó em khổ lắm anh, ngày nào nó cũng đi nhậu nhẹt trơn á. Phải chi mà ngày xưa anh tỏ tình với em, em đồng ý em lấy anh làm vợ, em được đứng đây em dẫn chương trình rồi. Cũng hên, tại hồi đó trong xóm á hết gái rồi, còn mình bả tỏ tình bả không chịu, xong cuối cùng cưới được cô Ngọc đó, không có cưới em chứ. Trời cưới em là chứ, chết anh luôn rồi. Không dám đâu, em với cô Ngọc là cũng cạnh tranh nhan sắc với lớp một, em cũng đẹp cỡ cô Ngọc chứ bộ. Vậy hả? Bây giờ kiếm chồng em phải không? Đúng rồi. Để anh chỉ cho. Ở đâu? Nó chồng á, nó gầy sòng, nó nhậu nhẹt ở trong á. Đó trời ơi, anh thấy chưa, đó chồng con mà tối ngày nhậu nhẹt có biết gì. Em lấy anh là được rồi. Trời ơi sao giờ đẹp trai quá vậy. Không ấy giờ em bỏ nó luôn, em theo anh được không? Thôi không được. Không được hả? Anh thương vợ anh lắm. Ừ. Kỳ vậy trời, sao mà thì lấy em thêm có sao đâu. Lấy gì làm gì? Giờ nhà trời ơi em làm được nhiều cái lắm à. Giờ cái làm gì chứ? Làm gì? Làm được nhiều cái lắm. Cái gì? Kể cụ thể nghe coi. Lấy về đi biết. Giờ đâu có bằng ruộng nữa đâu mà lấy về kéo cài. Anh là em con gái chứ phải con trâu đâu mà kéo cài. Thì thâm ý nói là sức em khỏe phải không? Ừ hồi xưa anh cũng kéo cài mà, kéo cài hay tâu á. Không? Ừ. Thôi kỳ quá không lấy thì thôi ghét quá. Thôi đi vô kiếm chồng đi. Thôi tao đứng để nó sỉnh say á. Rồi bữa nào gặp cà phê nghe. Cà phê. Để em xin phép cô Ngọc cho không sao đâu. Bữa nào ra phía sau có trời. Trời ơi chị Ngọc chị liếc em quá trời. Trời ơi ông đi vô đây ông chết tôi. Trời ơi nói, ông đâu rồi ông có những gia đình đó, tối ngày xào xáo bởi mấy ông chồng á lo nhậu nhẹt không lo cho vợ con. Đó. Còn không biết đi kiếm gặp không nữa, thôi chạy trốn đi để hồi ở trong quýnh lộn cái nó bay dĩa bay chén chúng đầu mình mẻ trán nữa.
Trời ơi, tôi bắt gặp ông ở đây rồi. Trời ơi, ông nhậu nè, quá trời quá đất rồi. Nhậu đây đây là trời ơi, là trời ơi. Trời ơi, trời ơi, nó giết tôi đây nè. Trời ơi, ông đi ra đây. Trời ơi, quá trời quá đất rồi. Tôi bắt gặp ông rồi, tại trận rồi. Bữa nay tôi giờ ông biết rồi, tôi sẽ có ngổ ông không bằng bằng tóc nào. Coi chồng con mà bỏ vợ bỏ con đi nhậu về coi được không. Bây giờ ông đứng đây im, không có nói cái gì hết trơn hết trời. Bây giờ ông đứng im nghe chưa. Trời ơi, đó bà con cô bác coi chồng con có vợ đẹp như vậy, nó có vợ ngơi ngơi như vậy mà nỡ lòng nào bỏ vợ đi nhậu. Đó, cái này là có vừa đánh chưa bà con, có đáng đánh không? Trời ơi, đáng đánh đúng không bà con? Đánh được không? Đã đánh đúng không? Trời ơi, bà ngoại bà cháu đánh rồi. Trời ơi, ông rồi. Trời ơi, bữa nay ông tối xấu ông với tôi. Trời ơi khoan cái gì? Trời ơi, tôi hỏi bà là bà đánh sướng tay chưa? Trời ơi, tôi xin lỗi ông mà tôi mới chỉ đánh có mấy cái thôi, tôi còn quánh ông một cái. Anh Tư, trời ơi, ủa sao anh là anh Tư? Nãy giờ tự nhiên chỗ em đang đánh chồng em, anh nhào vô chi vậy? Bà đánh túi bùi rồi bà xách tay tôi ra đây. Lộn sao, rồi. Sao nãy giờ không la lên? Trời ơi, bà ở cái làng này á, mỗi khi cái đài của bà phát thì có ai dám chung tần số đâu. Nó nói kỳ cục, người ta đàn bạn gái làm với em hủng hậu lắm, cái mỏi em quá trời, cái mỏi em hiền lạnh chết rồi. Nãy giờ có nói gì đâu, có chửi ai, có đánh ai gì đâu, làm cho em hung dữ lắm vậy. Chồng sao bà có đi nhậu hoài vậy? Chồng em đâu? Chồng bà nó đang đắm đuối với cái bình rượu chuối ở trong kia kìa. Trời ơi, em xin lỗi anh nghe, nãy em đánh quá trời đau không anh hả? Có sao không? Không sao, quen rồi. Sao vậy? Bà không đánh thì lát nữa về vợ nó cũng đánh à? Trời ơi, thấy thương không? Vậy là bà vợ ông cũng cỡ em đó. Trời ơi, rồi tối ngày cũng đánh lại cho vừa cái tật của anh. Sao tối ngày ăn nhậu hoài vậy? Rủ chồng em hoài. Trời ơi, chồng bà dễ dụ quá ta, như con nít lên ba vậy đó, rủ cái đi liền à. Bà quên á, nó là được mệnh danh là thần cồn miệt vườn, với cái tuyệt chiêu là phá mồi thần trưởng. Nó đi đến đâu là nó càn quét mồi đến đó. Thôi đi, đừng có nói xấu chồng em, anh cũng có tốt lành gì đâu. Bà vợ mới kiếm ông mà chịu vợ kìa. Vợ ông kiếm thì làm giống ông gì nó vậy? Tát mồi. Làm sao? Lát nữa về á, nó cũng tát cho tứ bề, nên là tát trước cho nó đỡ đau. Là tát trước vậy đó hả? Khỏi. Bà đứng đầu ngõ kìa. Vợ ông đứng đầu ngõ rồi. Lẹ lên. Chạy lẹ. Thì làm cái gì nữa vậy? Trời ơi, chui lỗ chó. Trời đó, có thấy ghét không? Thấy gớm không? Đó, tối ngày ăn nhậu riết rồi bây giờ vợ tới chui lỗ chó, có nhục nhã chưa? Ủa rồi còn thằng chồng em nó đâu rồi? Trời ơi, trời ơi, kỳ này sao tôi đi lánh lộn hoài vậy? Ông ở đâu rồi? À, trời đất ơi, tự nhiên đang nhậu nghe tiếng vợ ầm lòng. Bà, trời đất ơi, đi làm gì nay ngồi đông trước ta? Có nhậu chung không? Vỗ tay cái. À, dễ thương quá. Dạ bà con ơi, mới nghe tiếng vợ em đây, bà con thấy vợ em đâu không? Nghe tiếng của đi hình nó như vong vậy, nghe vòng vòng không à. Vợ ơi, đâu rồi? Trời đất ơi, ma hay gì vậy má? Ủa ai đây? Trời đất ơi, bà vậy đó thiệt á. Nội tư tưởng mình xỉn, nghĩ sao kêu chiêu đào đương đào bự bành ghi vô. Thôi nè má, 50 vô đi em. Bữa nay anh có một mình, anh ôm em không nổi đâu. Để bữa nào đi ba thằng ôm mới nổi em. Ba thằng. Em vô cái xe. Ba thằng, trời ơi là trời. Hiểu, không đủ. Thêm, đây nè. Thêm 100. Vô đi em, nghe không? Xe hủ lô. Vô đi má. Trời em ơi, ghê thiệt á, ông nhìn, nội tư ơi, tư. Nhìn em cũng ngon lành mà nó đưa có 150 vậy trời. Trời ơi, giờ em cũng ngon lành quá trời. Mà trời ơi, bà con cô bác coi cái nó mới ăn nhậu đứa bây giờ nó lú rồi. Có con vợ của nó cũng không nhìn ra. Được rồi, em có cách cho nó nhìn ra liền. Ông bước vào đây, anh đờn cho em gửi 150 ráng lấy nha. Đâu rồi, nghe vợ lòng lộng mà không biết. Ra đây, vô đây. Sao đất không? À! Lực điền với vợ tôi phải ơi. Nhận ra chưa? Trời đất ơi, gương ma dương. Quá trời ông rồi. Chị gì vậy? Hết biết rồi. Tối ngày đi ăn đi nhậu bỏ vợ bỏ con. Sao đâu có đâu, anh đi chơi. Ông im. Hồi nãy tôi mới nghe ông nói con đào. Hả? Con đào là con nào? Con đào là con vợ á. Không, tôi không phải tên đào. Tôi là Cẩm Tú Cầu. Trời ơi, đào ở Cẩm Tú Cầu cũng là qua với nhau hết trơn rồi. Tôi kêu cái gì cũng được á. Tôi nói ông còn trả treo cho tôi nữa hả? Lại đây thôi, lại đây. Làm gì? Trời ơi, dạo này chích theo ở đâu bự vậy? Tôi giả ông bây giờ à? Bây giờ làm sao? Hả? Sao? Tôi mà cứ trốn nhà đi nhậu hoài, bữa nay là tới ngày lương rồi, đưa lương đây coi.
Mới bo rồi. Nhiêu? 150 đó. Ông giỡn mặt hả? Hả? Giỡn mặt hả? Đâu nghĩ sao lương của ông mà tháng có 150? Trời ơi sao mệt bà quá. Gặp bà vợ chồng rồi sống với nhau gì cái tình nghĩa không? Chứ đâu phải sống với nhau gì mà cái tiền bạc. Gặp nhau là bà cứ tiền. Tao mắc cười ông quá à. Ở đó mà không còn tiền hả? Ông biết rồi, bây giờ cả cuộc sống này là phải còn tiền. Tao nói hả, tiền ta tiền thôi nôi nè, đám hỏi đám cưới nè, tiền thuốc, tiền sữa, tiền tả, tiền ga, tiền điện nè. Muốn mua một chai thuốc nước lát thì cũng phải còn tiền. Trời đất ơi, mở miệng ra là bà cứ tiền hoài. Tôi nói thiệt với bà nghe, mình á, mình vợ chồng với nhau ngày xưa tôi lấy bà đâu có như vậy đâu. Mà bây giờ mở miệng ra là bà tiền. Bây giờ tôi hỏi bà nè nghe. Hỏi cái gì? Nghe. Tiền nhiều để làm gì? Mọi người cứ hỏi nhau vui thiệt vui. Cuộc sống này cần tiền, làm gì cũng bằng tiền. Vì nhiều tiền thì thấy sướng như ở tiền. Tiền là tiếng la Phật, tiền là sức bật tình yêu, tiền là thước đo tuổi trẻ không, tiền là sức khỏe người già, tiền là hoa la quà, tiền là mạch sống người ta. Tiền giống như tờ giấy, không tiền chết đấy bà con ơi. Đời ai cũng có biết sao. Người ta đã đổ xương máu, nước mắt, mồ hôi để đòi lấy quy quyền. Trước kia tôi cũng từng nắm trong tay tiền muôn bạc vàng, kẻ hạ người hầu vợ đẹp khôn ngoan. Nhưng trời ơi, phút trong bóng tiêu tan, chờ tình giấc thì mới biết đây là hiện tại. Hiện tại ta là một con không cắt, không xu cũng không bạc, không ở quyền. Tôi nói nghe nha, tôi lấy hai cái bông này tôi làm vốn nha. Tôi tiền đi về nhiều để làm, không biết gì tôi mà đúng làm gì để nhiều tiền. Mọi người cứ hỏi nhau vui thiệt vui. Cuộc sống này cần tiền, làm gì cũng bằng tiền. Vì nhiều tiền thì thấy sướng như là tiền. Tiền là tiếng la Phật, tiền là sức bật tình yêu, tiền là thước đo của tuổi trẻ không, tiền là sức khỏe người già, tiền là hoa la hoa, tiền là mạch sống của người ta. Tiền giống như tờ giấy, không tiền chết đấy ngoại ơi. Đời ai cũng có lúc đến khi ta hết tiền. Chẳng muốn ai làm phiền, một mình sức bật tình yêu. Tiền là thước đo tuổi trẻ anh ơi, tiền là sức khỏe người già, tiền là hoa la hoa, tiền là mạch sống của người ta. Tiền giống như tờ giấy, không tiền chết đấy người ẩu. Tiền là hoa la hoa, tiền là mạch sống người ta. Tiền giống như tờ giấy. Nãy giờ không ai cho tiền chưa? Nhưng không có tiền là chết đây người ơi. Dạ mệt quá. Cảm ơn bà con. Kệ vỗ tay không cho tiền cũng được nữa. Vỗ tay lớn lớn cái nữa. Châu ơi. Dễ thương á. Gì vậy? Châu ơi, bộ ai Châu ơi? Cái gì ông nội? Ai vậy? Bộ anh Tư. Vợ mày bị bắt ở trên xã rồi. Trời đất ơi, bố làm gì bị bắt lên xã? Thì nó qua nhà thầy Tư đi xem bói á. Vừa mới xòe cái tay ra, công an còng tay bé lên rồi. Trời ơi, tôi nói bao nhiêu lần rồi, vợ ơi vợ, cảm ơn anh nhiều nghe, để tôi lui tôi lên tôi bảo lãnh nó về. Trời ơi, tôi chán con nhỏ này thiệt chứ vợ.
Trời đất ơi má, hồn ma báo quán hả mẹ? Cõi lên đi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tự nhiên cái đang đi cô bói bị bắt lên xã luôn. Trời đất ơi, tôi chưa kịp bảo lãnh bà, sao bà về đây rồi? Tôi khóc quá, mấy ông nói khóc thì ghê quá, nhức đầu quá, mấy ông đuổi về. Trời ơi, tôi nói bà bao nhiêu lần rồi, hả? Trời đất ơi, tại sao bà cứ qua nhà ông thầy Tư bà có bói hoài vậy? Tại tôi nghe ông có cái bùa gì hay lắm, tôi định lên tôi xin bùa, xong rồi tôi xin bùa ông cho ông bớt nhậu. Mẹ con nói mẹ nghe nè. Vậy ông ngoại đó nhậu hơn con đó má. Ủa vậy hả? Má nghĩ sao mới lên mới xin bùa cho con bớt nhậu? Trời đất ơi, bao nhiêu lần rồi, lần trước cũng vậy, bà con biết sao ông ra đây kể chuyện bà con nghe. Vậy nữa. Hôm bữa cũng qua nhà thầy Tư, nghe qua bển coi bói, nghe ông phán sao cái tháng này tháng xui. Ông kêu về nhà thả cá phóng sanh, cũng nghe lầu lắm, bưng thau cá lòng tâm, cá bay màu đủ thứ nghe. Để thao cá chuẩn bị đọc kinh. Người ta đọc kinh bình thường không chịu. Mẹ gì nè, đọc kinh cá bơi trong nước, nước lùng bùng lỗ tai cá nghe, bà xách cá lên gì nè. Xách cá lên vậy đó. Cỡ đó đó. Tao đọc kinh, đứng live stream, đọc comment không à. Đọc cỡ 4 tiếng buông ra cá khô luôn. Thì nhờ vậy ông mới có cái cá khô nhậu đó, không có màu trời nhậu. Trời đất ơi, cái này tôi nói thật với bà nha. Cái loại cá khô này là tôi nhậu là để nuốt cái nghiệp cho bà đó, bà hiểu không? Sao bà tối ngày bà không nghe lời tôi không à? Bà có nhớ cái chuyện mà bữa giờ tôi kể bà nghe không? Chuyện gì? Trời ơi, cái chuyện mà của cái bà Năm Ù á, bà đi coi bói bên nhà thầy Tư bà không nhớ hả? Không. Trời đất ơi, ra đây, ra đây. Ra đây sẵn kể bà con nghe nè. Nghe nè. Nghe kể chuyện ở sông dưới của bà Năm Ù đi chữa bệnh ở sông trên nhà ông thầy Tư nghe. Thầy phán rằng bị ma nhập bệnh này nguy cấp. Thầy phán rằng chớ xem thường phải mau trị gấp. Nè, bà Năm Ù cầu xin thầy ra tay trừ tà, mau hết bệnh, hao tốn là chuyện nhỏ mà thôi. Mừng trong lòng chắc phen này bốn thầy trung anh, mừng trong lòng xong vụ này giải nghề cho nhau. Quỳ xuống đây, quốc xuống. Thiên linh linh, địa linh linh, ơn lý thầy tương nhan nhan, khói khói thầy rến hừ hừ. Thiên linh linh, địa linh linh, bơ bà Năm Ù khói khói nhan nhan, thầy tối phù 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 phèo phèo. Thiên hổng linh, địa hổng linh, xui khiến thầy Tư đưa tô nước phép bà Năm ật liền. Thiên hổng linh mà đẻ cũng hổng linh, bà Năm tuổi lớn thì Tư hết hồn cuốn đôi dòng luôn. Ủa gì cây vậy? Nghe chưa? Bà nghe chưa? Hả? Lỡ lời tôi biết sao giờ chửi bà. Bây giờ nè tôi hỏi bà nè, bà đem tiền cho ông thầy Tư bao nhiêu? Ít à. Ít là bao nhiêu nói tôi nghe đi thôi, ít ít cũng được, nói đi bao nhiêu? 5 chỉ. Gì vậy mẹ? Tại nó coi đi coi bói đưa 5 chỉ. Ê ông kêu đưa nhiêu đưa nhiêu. Bây giờ tôi nói bà nghe, bà không có bởi bà đầu lại nghe. Tôi quýnh một cái bà ốm nhách luôn bà tin không? Thôi quay đi với tôi được không đầu. Bà đi liền, bà đi liền. Tôi dội gạch bà. Trời đất ơi con mẹ này. Trời ơi trời, bà con có tức điên không? Nghĩ sao đi coi bói gian manh mà coi 5 chỉ bạc. Quá trời tức rồi, dạ vỗ tay cho em gái đi à. Hey. Nghe kể chuyện ở sông dưới của bà Năm Ù đi chữa bệnh ở sông trên nhà ông thầy Tư nghe. Thầy phán rằng bị ma nhập bệnh này nguy cấp. Thầy phán rằng chớ xem thường phải mau trị gấp. Anh biết sao không? Bà Năm Ù cầu xin thầy ra tay trừ tà, chứ mau hết bệnh, hao tốn là chuyện nhỏ mà thôi. Mừng trong lòng chắc phen này bốn thầy trúng mánh. Mừng trong lòng xong vụ này dễ gây cho nhanh. Dạ em cũng không. Thiên linh linh, địa linh linh, âu lý thầy Tư nhan nhan, khói khói thầy rên hừ hừ. Thiên linh linh, địa linh linh, bớ bà Năm Ù có khói nhan nhan, thầy thổi phù 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 phèo phèo. Thiên hổng linh, địa hổng linh, xuôi khiến thầy Tư đưa tô nước mép bà Năm ật liền. Thiên không linh, địa không linh, bà Năm suối lớn
thầy tư hết một cuốn coi trong luôn. Tiền mất thực mạng đâu dám than vàng, đồng bóng hai tôi xa lánh ai ơi. Tiền mất thực mạng đâu dám than vàng, đồng bóng hai tôi xa lánh ai ơi. Thiên hổng linh địa hổng linh, xui khiến thầy tư đưa tô nước phép bà ngoại bà ợt liền không. Thiên hổng linh địa cũng hổng linh, bà năm sủi lơ thầy tư hết hồn cuốn gối trong lúa. Dạ vỗ tay đi à. Dạ cảm ơn quý bà con rất nhiều. Dạ sao vậy? Trời đất ơi vậy? Bằng hữu tỉnh chưa? Nhậu à, tao bỏ nhậu rồi, mày cũng bỏ nhậu đi, lo cho vợ con. Trời đất ơi, nãy giờ ông thấy vợ tôi đâu không? Hả? Ông thấy vợ mày nó đi đánh lộn rồi. Trời đất ơi. Nó đòi tiền, nó đòi vàng được, nó đánh lộn lấy thầy Năm rồi. Trời ơi, anh giúp tôi, anh đi cứu nó về để tao quýnh nó chết. Cứu gì? Mày đi cứu thầy Năm đi, nó quýnh thầy Năm quá trời kìa. Vậy báo ông ngoan bắt nó luôn đi. Cảm ơn bà con bác đã ủng hộ cho những tiết mục của những bạn trẻ giống như Hải Châu. Thật sự thì giống như Châu vậy á, là những bạn đã, cũng rất là đam mê nghệ thuật. Rồi các bạn cũng được đào tạo trường lớp bài bản. Nhưng mà thường thường các bạn trẻ cho nên các bạn chưa có điều kiện, chưa có nhiều sân khấu để phục vụ quý bà con cô bác. Ở đây thì hậu quán ngôi sao miệt vườn là cây nhà lá vườn, cho nên Khương Dừa cũng rất là mạnh dạn để sắp xếp những tiết mục như thế này. Để thứ nhất là phục vụ quý bà con cô bác, thứ hai là để cho các bạn trẻ giống như Châu có cái điều kiện để phát triển hơn. Dạ, nếu mà trong cái điều kiện hạn hẹp mà biểu diễn có điều chi sơ sót thì hy vọng quý bà cô chú anh chị góp ý rồi để các bạn tự tin hơn, để mai mốt các bạn sẽ biểu diễn tốt hơn thì sau này mình mới có những nghệ sĩ ưu tú, những nghệ sĩ nhân dân để phục vụ quý bà con cô bác. Chứ các bạn còn trẻ, mới có hăm mấy tuổi đời à, mà thì dĩ nhiên là kinh nghiệm rồi chưa có thể bằng những anh chị lớn. À. Thì cũng cảm ơn anh Khương đã tạo cơ hội cho em và anh Tuấn và anh Trương. Anh Khương đã tập cho tụi em một tiết mục để biểu diễn phục vụ cho tất cả quý bà con. Dạ bà con có thấy được không ạ? Dạ cảm ơn dạ. Bà con quá rất nhiều. Nếu có gì sơ sót bà con bỏ qua cho con, lần sau con sẽ cố gắng hơn nữa làm thêm những tiết mục thiệt hay để phục vụ cho tất cả bà con nha. Dạ Khương Dừa cũng cảm ơn những quý bà con cô bác đang theo dõi livestream trên kênh Khương Dừa. Cũng dùng những cái bình luận để động viên cho các bạn trẻ. Cảm ơn rất nhiều. Và anh ta tin rằng đó sẽ là động lực rất lớn để chúng ta có thể làm nghề nghiêm túc và phát triển hơn nữa, đúng không Hải Châu? Dạ một lần nữa xin cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị đã dành cho bộ ba ăn ý Hải Châu, Thanh Trương và Thành Tuấn. Dạ cảm ơn Khương. Em cảm ơn Khương, em cảm ơn. Dạ một lát nữa sẽ gặp lại cho quay số trúng thưởng nha bà con ơi. Dạ xin chào, vỗ tay lên cái đi ạ. À. Dạ vô tranh thủ coi chậm nền đi nha anh, thấy chảy rồi đó. Dạ, bà con cô bác thấy Khương Dừa có mạo hiểm không? Nhưng cái gì nó cũng phải mạo hiểm. Có được một cái sân khấu như thế này, có được sự ủng hộ của nhiều bà con bác như thế này, thường thường người ta sẽ tuyển chọn những giọng hát, những nghệ sĩ ha, nổi tiếng để phục vụ bà con bác. Nhưng mà Khương Dừa thấy có nhiều sân khấu lắm và quý bà con, quý anh chị nghệ sĩ thì người ta sẽ được mời nhiều hơn. Còn các bạn trẻ này thì thực sự bây giờ các bạn sống với nghề rất là khó, không có sân khấu. Và hiện tại thì các bạn ca sĩ trẻ, nghệ sĩ trẻ cũng liên hệ Khương Dừa rất là nhiều. Các bạn thậm chí là mong muốn về phục vụ coi như là không thù lao luôn, để có một cái sân khấu để các bạn càng ngày càng tự tin hơn, rồi được bà con bác biết tới nhiều hơn. Dạ. Cho nên bà bác cũng, Khương Dừa cũng hy vọng bà bác sẽ ủng hộ Khương Dừa, ủng hộ các bạn trẻ ha. Dạ quả dạ. Thật sân khấu của hội ngạo quán ngôi sao miệt vườn là một nơi, cũng như anh Khương Dừa nói đó, là nơi rèn luyện cho các bạn nghệ sĩ diễn viên trẻ, rồi là nơi kết nối giao lưu với quý khán giả. Tại vì cũng lâu lắm rồi mới có những cái đêm nhạc như thế này để gần gũi với bà con như thế này, để bà con có thể xem nghệ sĩ mình yêu thích mà biểu diễn. Rồi còn là nơi rèn luyện của MC trẻ nữa anh. Dạ thí dụ MC Quỳnh Thơ, MC Dung Văn Dung Vẻ. Dạ rồi và còn nhiều MC khác nữa. Dạ. Thậm chí là mai mốt bà con cô bác ở đây mà ai mà mình có cái một cái khả năng gì đó, một cái tài năng bà con bác muốn đăng ký lên đi, thì Khương sẵn sàng, Khương Dừa sẵn sàng mình thử để mình cùng nhau dẫn dắt. Dạ. Dạ và em tin điều đó sẽ thành hiện thực, tại vì qua chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn chúng ta đã có rất nhiều những thí sinh, những giọng ca hay và được bà con yêu thích, đúng không anh? Và dạ. Liên tục chương trình cũng sẽ là một giọng ca của một thí sinh bước ra từ Ngôi Sao Miệt Vườn. Dạ. Chỉ có ở sân khấu của Ngôi Sao Miệt Vườn mới có những cái thí sinh mà đặc biệt như thế. Và cảm ơn bà con bác rất nhiều. Từ lúc mà Khương Dừa khai trương tới giờ là đêm nhạc nào cũng có
một hoặc hai, có đêm cũng có ba bạn khiếm thị hoặc là ba hai một vài bạn đi lại khó khăn á, và được bà con bác yêu thương rất nhiều. Nhưng mà Khương vừa nghĩ cái quan trọng nhất của các bạn là các bạn được hát và phục vụ bà con bác, tại vì các bạn đam mê ca hát mà không có cái điều kiện, không có sân khấu nào để các bạn được thể hiện cái đam mê của mình hết. Hồi nãy giờ thì Khương vừa có xem live stream thì cũng có nhiều bà con bác hỏi thông tin để mua vé cho đêm 20 tháng 4. Đêm 20 tháng 4 thì Khương vừa có chia sẻ rồi á. Bà con bác có thể mua vé ở trên hotline, rồi hoặc là bà con bác có thể mua vé trực tiếp ở sân vận động tỉnh Long An. Hoặc là quý bà con bác mà đang xem văn nghệ ở đây, nếu mà có xem cái đêm văn nghệ 20 tháng 4 á, thì mình có thể liên hệ bên hội quán để mình mua cái vé luôn. Và vé thì có hai giá, một cái giá vé là ở gần sân khấu nhất là 200.000 đồng, còn cái vé ở phía trên khán đài đó là 100.000 đồng. Và cảm ơn tất cả quý bà con cô bác rất là nhiều ha. Rồi bây giờ mình sẽ đến với một tiết mục hai. Hồi nãy ảnh đi vô chắc Khương vừa nghĩ bà con cô bác nhìn chắc tưởng là danh hài Thanh Nam, nhưng mà không phải, đó là một người anh mà ảnh cũng rất là thần tượng danh hài Thanh Nam giống như Khương vừa. Từ cái tiếng nói cho tới cái gương mặt mà không biết sao trời sinh mà ảnh mà giống anh Thanh Nam còn hơn là con của anh Thanh Nam nữa. Và sau đây Khương vừa kính mời quý bà con cô bác đến với nhóm hài Thanh Bắc. Trời ơi trời, từ ngày bỏ miền Tây lên thành phố sao mà làm ăn thất bại quá trời quá đất. Buồn ba thì em quan xa thì dân tanh như chùa Bà Đanh. Sáng mở mắt là ô hỏi ổ, en lờ ô lô hỏi lỗ. Cô này tránh ra giùm tôi coi. Ai vậy? Làm gì mà níu níu kéo kéo khó chịu quá trời quá đất à? Ai quậy vậy? Trời đất ơi, tránh ra giùm tôi đi bà. Trời ơi trời, tôi la lên bây giờ đó gan. Ai? Bà ơi, người ta cứu tôi với, cứu tôi với, bà con ơi cứu tôi với đi. Bớ công an, bớ tòa án, bớ mấy anh cảnh sát ơi, cứu em với. Ôi, chuyện gì? Ở ngoài bến xe nó trấn lột tao mày. Ở ngoài bến xe trấn lột hả? Đó mày thấy không? Đâu? Mày thấy nhỏ mặc áo nửa lưng, cái quần một ống chạy cợi cợi đó. Cái bụi cây không à ông nội ơi. Ý trời đất ơi, nhỏ này mới đây nó lạng cái mất tiêu vậy ta. Đó. Hú hồn, hú vía, chút xíu nữa tiêu đời con trai mới lớn tôi rồi. Con trai mới lớn. Bình tĩnh kể đầu đuôi câu chuyện nghe coi. Mày nghĩ coi đó, ở trong bến xe đó tao mới vừa bước ra thôi, gặp con nhỏ đó môi son má phấn coi cũng đẹp. Để ý hả? Tự nhiên không quen biết gì hết á, cái đó lại nó nắm tay tao liền à. Ủa, nó nắm tay nó làm gì? Nó rủ đi hung anh. Đi đâu? Đi kiếm ông bà, ông giải gì giờ này ấy biết đi đâu. Tao chưa nói được câu nào hết á, nó lôi tao vô bụi cái rẹt liền mày. Nó lôi tao vô bụi làm gì? Trời trời, nó lôi tao vô trong bụi nó quậy tao. Nó quậy anh sao? Nó quậy từ trên xuống dưới, rồi nó quậy dưới nó quậy lên. Tới chừng mà tao chợt nhớ ra thì... Thì sao? Rồi xong mẹ. Xong cái gì? Cái vỏ khô với cái túi đồ chứ xong gì ông nội. Khô gì? Khô sạc tao đem lên cho mấy nhỏ ăn học giờ mất mẹ vỏ khô rồi mày ơi. Để đâu mất? Bỏ quên trên xe, xuống xe gấp quá xe nó chạy luôn. Bây giờ đâu biết chiếc nào tìm mới chết chứ. Ta chạy theo ta lấy lại. Lúc đó kẹt mày ơi. Kẹt cái gì? Kẹt ẻm á. Ủa ẻm là cái gì? Cái cô hồi nãy á. Ê trời là trời. Cái cô hồi nãy thì nói đại cô hồi nãy đi. Còn ẻm này ẻm nọ nữa. Mà cô đó là con gái nhại mà hung dữ quá vậy. Phải được con gái cũng đỡ à. Không lẽ con trai? Cũng không phải con trai. Vậy chứ ai? Mà là cô gái Thái. Người Thái hả? Không phải người Thái. Chứ người gì? Người Việt. Sao anh mới nói là cô gái Thái? Tự nhiên bay qua Thái cái trở về thành gái luôn à. Lạ lắm mà nha. Lạ lắm mà nha. Cái chuyện này mà cô nói đẹp không? Trời đất ơi, đẹp kinh luôn. Đẹp kinh luôn. Tao nói mày nhìn thấy đó hen, mày không kết mô đen tao con mày đó. Trời ơi quá dữ. Trời đất ơi, trời, tao nói mày mà nó nằm vị trí số 1 rồi đó hen. Không ai số 2. Trời ơi quá đỉnh. Mà nó nằm số 2 rồi là đảm bảo với mày không ai số 1. Tuyệt vời quá. Nhưng mà sao anh phát hiện người ta là cô gái Thái? Nhờ quá đụng mới biết. Đụng ở đâu biết? Cùng cẳng nè. Ông nội, đụng cùm cẳng sao biết được? Sao không biết mày? Sao biết? Bởi vì cái cùm cẳng của nó đó hen. Nó lớn hơn cùm tay. Đúng rồi, cùm cẳng lớn. Ê, trời ơi trời. Thì cái cùm cẳng mới lớn hơn cùm tay rồi. Đó, nhờ vậy mà tao mới phát hiện đó. Phát hiện sao? Cái cùm tay nó không phải giống như người bình thường mà đâu ghen. Ghê vậy? Nó nhỏ hơn cùm chân đó. Đúng rồi, cùm... Ê, cái gì mà tay với chân, chân với tay hoài ông nội?
Trời. Ông nói tôi không hiểu con mẹ gì hết, hại não quá. Tao nói tao còn không hiểu sao mày hiểu? Ừ, đó. Nhưng mà nói vậy cho tôi chịu cô gái Thái. Anh hứa là mai cho tôi một đứa ai. Vậy đó em. Mày đồng ý em? Đồng ý. Chút xíu đi về ra ngã ba tao khiều cho. Tao khiều tao hẹn giờ cho em. Hứa rồi đó nghe anh Hai Hương. Người lớn nói phải giữ lời chứ mày. Anh Hai Hương mà. Ủa? Ủa sao mày biết tên tao hay vậy? Ủa nãy giờ nói chuyện nhìn tôi không ra hả? Ủa mày là ai? Ý trời ơi, thằng Cường Mập. Cường Mập nào? Thằng Cường con Tám Thương. Ủa trời đất ơi. Ủa mày Cường con Tám Thương đó hả? Nó đó. Trời đất ơi, Cường con Tám Thương, cháu Dân Hường, em Diệp Phương, anh đang trường với các phường đó em. Dạ nó. Gặp ổng lúc nào cũng vui vẻ đó. Vui chứ không vui mày nói tao già sao mày? Cái này anh nói không phải tôi nói nghe. Năm nay nhìn kỹ anh già hơn mấy năm trước. Nói câu này tự ái đó. Làm gì tự ái? Ai nói mày tao già? Để râu ria mọc tùm lum hết mà không chịu già. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, hả? Ai đây có râu già hết hay sao? Để râu là già. Để râu không phải là già. Mà để râu cho biết. Biết cái gì? Đàn bà đàn ông. Trời. Cảm ơn con. Cái chuyện vậy mà ông cũng nói được hay thiệt chứ. Đó thấy không? Vậy tao đang nhận hàng. Cảm ơn con ăn. Cảm ơn nhiều nghe. Chuyện vậy mà nói cũng được hả? Nói chứ, không nói mày nói tao câm hả mày? Tao có dám nghĩ vậy anh. Ê cho hỏi thăm chút coi. Dạ. Lúc này vợ con gì chưa? Chưa. Ủa tao nhớ hồi đó ở dưới Vĩnh Long đó, mày quen con Mén con năm tá lả, rồi mày không cưới nó hay sao? Lúc trước tôi quen với con Mén. Bây giờ nó bỏ đi rồi. Nó đi đâu, nó có báo cáo gì không? Nó có nói gì đâu. Rồi bây giờ đó, mày tính sao? Tính sao bây giờ? Thân tôi bây giờ cũng như là gió đưa nhẹ nhẹ qua sông. Tôi ngồi lặng lẽ chờ bóng nàng về. Ra đi nàng có câu thề. Dạ. Lấy chồng Trung Quốc thì khỏi về Việt Nam. Dạ, đó. Vậy thôi ngắn gọn. Từ chỗ đó tôi mới buồn. Buồn cái gì? Buồn duyên tôi lại khóc thầm. Không ai lẽ bạn cho mình kết đôi. Tội nghiệp quá. Dạ. Thôi về quê tao chỉ cho coi. Dạ. Có con hai néo xứng đôi với mày. Hai néo con ai? Con heo nái á. Dạ chá. Con lại cha, trời ơi cha, làm mai kiểu đó chết con rồi ông nội. Nói chơi mày ơi. Lâu gặp giỡn chơi chút cho nó vui thôi. Rồi. Giỡn chút cho nó vui thôi, giờ bình tĩnh nghe tao hỏi thiệt nghe. Rồi. Có gì nói đó đừng bày đặt nói dốc nói láo tao không ưa đó. Nói dốc nói láo anh làm gì? Lúc này mà ngăn sao cho giả tử Vĩnh Long mình lên tới Sài Gòn giữ nói tao nghe thử. Có làm ăn được cái gì đâu. Sao ạ? Anh cũng thấy đó. Ở dưới quê mình năm nào cũng mưa gió lũ lụt. Cho nên tôi quyết định lên thành phố làm ăn. Mà lên thành phố làm ăn đâu lỗ đó thua đó, anh thấy rõ ràng rồi đó. Tại mày. Tại tôi thì sao? Làm ăn mua bán mà không biết quảng cáo, không biết khuyến mãi, sao mày cạnh tranh lại dân Sài Gòn được mày? Ủa quảng cáo khuyến mãi là sao? Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, nó mua bán mà nó không biết quảng cáo, nó hỏi ngược lại tôi. Bây giờ mày làm nghề gì? Mày nói đi. Tao chỉ cho con chiêu vài tháng sống nhà lầu xe hơi đi với người ta. Thiệt vậy hả? Trời đất ơi, người lớn nghe mày. Tôi kinh doanh mở quán nhậu. Mở quán nhậu hả? Ôi, tưởng đâu mày kinh doanh bất động sản, mày chơi cổ phiếu, tao tính toán cho nó nhớ cốc. Vòng ba cái quán nhậu hả? 30 giây có liền, khỏi tính cho mắc công. Sao chỉ sẵn đây tao chỉ về làm luôn nha. Giờ mày về mày vẽ cái bảng nó cho thiệt lớn. Thiệt lớn. Mày dựng ở trước cửa quán nhậu mày đó. Mày vẽ vô trong đó mấy cái hình chai rượu mày bán đó. Thì mỗi một chai rượu mày vẽ vô hình một con giáp, phải không? Rồi mày thông báo lên cho dân nhậu biết, ai mà uống rượu mà gom được 12 con giáp, mày cho người ta trúng ký vàng 4 số 9. Đó. Ngon là nào, ngon là nào. Ông nội. Cái gì? Tôi vừa phải ông thôi. Sao à? Cái quán của người ta là cái quán tóc ổi mía ghim. Ông cho chúng vàng 4 số 9, chắc bỏ đồ vô thúng ẩm về quê luôn. Bởi vì cái ngu mà cái ngu năm ngoái năm nay còn sót lại, làm sao mày cạnh tranh lại người ta? Là sao? Mày thông báo lên như vậy đó, dân nhậu người ta được nhậu nè, hy vọng trúng vàng, người ta rủ bạn bè và con chậm sống rần rần tới cái quán mà nhậu, lúc đó cái quán mày đông khách lên bán được mới có tiền sắm nhà sắm xe, thấy không? Nhưng mà lại ta trúng thiệt rồi sao? Làm sao trúng được? Sao không trúng? Bởi vì mày sổ mà. Tôi sổ. Mày sổ có 11 con thôi, còn con mày nuốt mẹ đâu ra 10 rồi. Cái này mới tuyệt vời nè. Cảm ơn. Cái tuyệt vời này ơi. Tuyệt vời, công nhận. Cái này hay lắm. Ông nhớ ông kêu chiếc xe cấp cứu với công an lại giùm tôi. Chi ạ? Trời ơi, làm ăn cái kiểu đó, người ta nói mình lường gạt, người ta giọng vô mỏ tôi, chở về bệnh viện luôn. Vậy đó hả? Ừ. Ta không biết có lường gạt hay không, người ta không biết. Mày thấy ở trên tivi không? Ngày nào đêm nào cũng quảng cáo không? Ăn mì gói chúng xe. Có nha, có. Mua bột ngọt chúng xe Novo. Có luôn. Tao cũng nhờ ăn mì gói hôm nay giờ cũng được chiếc xe hơi chạy tới chạy lui đậu đỏ ngoài trước đó. Anh
chung hả? Không phải. Chơi đâu anh có? Tao mua. Ừ. Mua mà cũng nổ không rồi. Chứ ăn muốn đổ ghẹn mắt luôn, không trúng mua mẹ cho chắc ăn. Không phải đâu, tại anh chưa ăn hết mì gói á. Ăn hết ba mì gói cái đem chôn tao luôn ha. Không biết nữa. Rồi mày nhắm lên Sài Gòn đổi đời nữa không? Rồi có đổi đời được không ơi? Tay vậy, trắng như hoàng trắng tay à. Vậy thôi về Vĩnh Long ở với tao đi. Bà con mình năm nay ta cũng làm ăn khá giả, cần gì lên Sài Gòn chén lấn chi cho nó cực quá trời quá đất trên này vậy hả? Về Vĩnh Long hả? Ừ. Thôi không dám đâu. Sao hả? Dù sao ở thành phố cũng sướng hơn dưới quê mình nhiều. Ê ê ê, nói gì? Câu này nóng à. Làm gì nóng? Mày nói thành phố sướng hơn dưới quê hả? Ừ. Đâu sướng hơn dưới quê đó, là sướng hơn chỗ nào? Mày nói cho ra ghen, bằng không mày coi chừng tao đó. Sướng hơn là sướng hơn ở chỗ này nè. Chỗ nào sướng hơn đâu? Thành phố có điện đêm ngày. Ờ. Phố phường đường xá đêm về sáng trưng. Quê anh có cái gì? Quê tao hả? Ừ. Quê tao rồi tối ngủ thẳng lưng, ham chi thắp sáng rồi than tốn tiền. À, cái nào ngon hơn? Ôi, ừ. Nhưng mà đèn Sài Gòn ấy thì ngọn xanh ngọn đỏ. Ừ. Đèn quê mình thì ngọn tỏ ngọn lu. Ôi thằng này quá đúng là ngu. Sao ngu? Để chi đèn sáng chỗ đâu cặp bồ. Ý trời má. Quê tao hả, tối tối lại là cặp bồ. Ừ, ông không sợ mũi cắn hả? Trời đất ơi, kiến lửa tao còn chưa ớn nữa. Mũi nhầm mẹ gì đem khè tao. Không dám khè đâu. Anh nên nhớ nha. Nhớ cái gì? Ở đồng thì cầu dán đóng đinh. Ừ. Cầu che lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Đúng, khó đi mà nó không có hôi. Ừ, còn ở Sài Gòn mày đó hen, tới ngay cầu Kiểu kìa, thấy cầu Phú Lâm, rồi tới kinh Nhiêu Lộc mà thăm, rồi mày mới thấy. Thấy gì? Rác trôi, chuột nằm. Rồi sao không biết? Mày lên tới Sài Gòn đi, mày thấy chuột nó đu như đòn xiếc vậy đó. Ý trời ơi trời, chuột mà nó đu như đòn xiếc. Ông nói quá đáng à. Thực tế à, chứ không quá đáng à. Tại vì anh chưa vô tới cầu Sài Gòn nên anh không thấy. Thấy ông dịch vật giữa trong cầu Sài Gòn à? Thì thấy cầu Sài Gòn thật lớn, thật to nè. Vậy mày cho biết nguyên do cái cầu Mỹ Thuận sẽ cho mấy chiều? Trời ơi, vậy mà cũng hỏi. Có hai chiều cho mấy chiều mà hỏi ông nội. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, cái cầu thế kỷ ta vậy mà nó hô hai chiều. Hai chiều. Thôi thôi ông nội ơi, tàu lao chết mẹ. Cái gì tàu lao? Trời đất ơi, cầu tới 6 chiều chứ sao 2 chiều. Sao 6 chiều đâu? Sao 6 chiều? 6 chiều chỗ nào? Một bên 3 chiều đi, rộng bên 3 chiều về phải 6 chiều không? Phải không? Căm họng rồi ha. Bày đặt đem ra khoe hả mày? Cho mày hay vậy mà có bữa đó, nó chạy luôn tới 9 chiều đó, cho mày hay đó. Nổ. Làm gì nổ? 6 chiều, làm sao nó chạy được 9 chiều? Tại nó xỉn, nó chạy tá làm. Bữa tao cũng canh tao điếm mà không kịp đó. Ở không quá hả? Tốc độ không nghe. Tốc độ sao? Trăm mấy đó chứ không phải dân lơ mơ đâu đó. Ông nội. Ờ. Tốc độ trăm mấy rồi làm sao nó thắng? Vậy mà người ta thắng được mới hay. Thắng nghe kiểu đó bố nào chịu nổi. Nó đâu có thắng bằng bố. Vậy thắng bằng gì? Cụ chỏ. Đầu gối. Ba sườn rồi không à, thỉnh thoảng có ba trong đó. Nó quất cái rét dở lên trắng sạc. Tao nói mày bữa tao đi chiếc xe Phương Trang đó. Ừ. Đang đổ dốc cầu Mỹ Thuận ngon lành vậy đó. Rồi có hai ông nội nhỏ đó, không biết đi đâu gấp. Xe bự người ta đang đổ dốc ngon lành vậy đó. Hai cha tao cặp vách. Cặp vách xe Phương Trang luôn. Cặp bên hông đó. Ý trời ơi. Xuống dốc nó cặp nó qua mặt. Thu. Xuống hết dốc tự nhiên có chó băng ngang qua. Cha tao thắng cái rét. Thằng phía sau bay lên gớt xuống. Chụp dính con lừa. Ông nội phía trước lên không nổi cắm đầu cài xuống mày cài chả 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 giang như trong nó bường bường sao mà nó chụp được bộ xã mày. Ý trời ơi. Ôi ôi công nhận hai người này chúng tình thiệt trời. Sao anh? Nó thấy thằng sau nhào xuống bắt lương cái ông nội trước vô nhổ xã liền à. Ghê thiệt chứ. Ghê quá ghê quá. Ờ tao biết rồi. Ờ. Hai thằng này nhậu thiếu mồi. Ờ. Nên nó tìm lương kho xả. Mày dám chơi cứu đó không? Ông nội tôi không dám nữa. Vậy đâu có gì ngon đâu. Đó nhưng mà chính vì chỗ đó Sài Gòn hơn quê anh á. Hơn với quê tao là hơn chỗ nào tao thách mày nói hết bữa nay đó. Hơn chỗ nào với Vĩnh Long tao đó. Hơn chỗ này nữa nè. Chỗ nào? Sài Gòn siêu thị mọc đều. Ờ. Mua gì cũng có không cần đắn đo. Nhưng mà họ bán chứ đâu cho. Ờ cái gì? Mày về quê mới thấy khỏi lo tốn tiền. Sao khỏi tốn tiền? Chỉ cần mày chịu khó làm xuyên, mày lội sông có cá, lội đồng có cua, bắt về nhậu khỏi cần mua, khỏi tốn tiền, phải không bà con? Nhiều đó lụm đó rồi đó. Ê, ê, ê. Còn cái chỗ này mới tuyệt vời hơn nè. Chỗ nào? Thành đô mua bán bú xua. Ừ. Cà phê bia bọt tha hồ được ôm.
khoái. Ôi tưởng gì ba vũ ôm nó có hay ho mẹ gì đâu mày ơi, không biết mắc cỡ mà còn mang ra khoe. Rồi mắc cỡ gì hay người ta mới khoe, mà quê anh có không mà anh nói? Sao không có? Trả lời đi. Trời đất ơi, tao trả lời câu này bà con với đây vỗ tay cái rừng mày mang nhục. Tôi không tin. Không tin. Không tin. Nói lại câu này tao nghe. Nghe kỹ nha. Ờ. Thành đô mua bán búa xua, cà phê bia bọt tha hồ được ôm. Quê tao sĩ đế trái thơm. Trời ơi. Muốn ôm hả? Ở đâu? Thì có vợ nhà cứ ôm. Ôm thoải mái. Ôm vô tư. Ôm không tốn tiền. Ôm không sợ ăn cay. Vợ ôm lấy gì cay ăn ông? Muốn ôm giờ nào tao nói câu một có ôm liền. Nói sao? Bà ơi! Rảnh chưa bà? Thôi vô đây mình lụm. Thứ nào chịu nổi với ổng không? Sao anh nói cái gì á? Ở quê anh cũng hơn ở Sài Gòn hết vậy? Phải hơn mới được chứ vậy. Được rồi, vậy vấn đề này tôi chấp nhận thua anh đó. Ở đây đâu có hơn thua. Mà muốn nhắc cho chú em mà nhớ đó, thành thị thì nó có vẻ đẹp của thành thị, còn ở thôn quê người ta nó cũng có cái vẻ đẹp của thôn quê người ta chứ. Ở đâu nó cũng có cái khó của nó hết á. Nhưng mà cái khó đó người ta biết khắc phục sửa sai nó mới hay mày ơi. Chứ không ai gặp khó như mày rồi bỏ đồng, bỏ giường, bỏ ruộng kéo nhau đi hết lên thành phố sống. Rồi ai làm nên thành quả đây? Hả? Ai làm nên hạt lúa hạt gạo để làm giàu đẹp quê hương mình mày? Hay quá này ơi. Bấy lâu nay tôi suy nghĩ xa cách, chứ tôi cũng có ý định muốn về quê rồi. Bữa nay gặp anh thuyết trình thuyết lý nghe đã lỗ tai quá. Bây giờ vậy, anh chờ đợi thời gian tôi sắp xếp chuyện gia đình, rồi tôi theo anh trở về Vĩnh Long ở được không? Hiểu vậy được là còn kịp đó. Nhưng mà về Vĩnh Long đợt này phải chỉ cách tôi làm ăn nha. Theo tao về dưới tao cho mày trồng khoai lang thôi cũng giàu nữa con. Vậy là quyết định ta về ta tắm ao ta. Ừ. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Ừ. Quyết định về Vĩnh Long. Vậy đây hen. Đi. Vậy đây hen. Đi. Tiểu phẩm hài đến đây chấm dứt Thanh Bắc. Mã Đức. Xin cảm ơn bà con quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt quý vị. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn anh nhiều. Dạ xin cảm ơn anh đã mang đến những tràng cười thú vị. Anh đứng lại giao lưu xíu đi. Giao lưu xíu đi. Rồi. Chắc bà con của bác thì cũng biết anh ha, rồi bà bác mới biết anh Thanh Nam mình nhiều. À. Nhưng mà chắc chắn là sẽ có một vài bà ông bác mà lần đầu xem anh á, xong mà ngồi dưới xong mà nghe tưởng anh Thanh Nam không à. Mà nhìn hình cũng giống anh Thanh Nam mà cho em hỏi là anh với anh Thanh Nam có bà con gì không? À Khương vừa hỏi câu này rất là hay nè. Bị câu này là Thanh Bắc đi diễn khắp mọi nơi thì ở đâu cũng có câu này. Yeah. Cái câu này là đứng đầu tiên. Thành ra là mỗi nơi mà trả lời thì nó không thể trả lời hết được. Yeah. Sẵn dịp Khương Dừa hỏi ở đây thì có mặt cô bác bà con đây là trên cộng đồng mạng và kênh của Khương Dừa. Thanh Bắc xin thưa với quý vị, Thanh Nam với Thanh Bắc là không có bà con ruột gà gì hết, không có ruột gà ruột vịt gì trong đấy đó. Nhưng mà anh Nam là thần tượng, anh Nam là người mà Thanh Bắc ngưỡng mộ nhất trong đời. Từ lúc còn nhỏ là Thanh Bắc nó mê anh Thanh Nam rồi. Mê hồi lúc mà Thanh Bắc mới vừa chập chững văn nghệ ở huyện, ở xã đó là đã mê rồi. Cho nên sau này nó nhiễm hồi nào nó không hay. Nhưng mà anh mình hay thì mình theo, mình học hỏi, mình bắt chước. Được. Dạ. Khán giả mến mộ thì mình nên theo. Dạ. Chứ đâu có gì. Dạ hay mà. Hay. Dạ. Mình phải theo. Dạ. Đó vậy thôi. Cái hay. Nhưng mà nhiễm anh là nặng luôn rồi đó. Quá nặng, anh làm như bị là Covid luôn rồi. Dạ. Cái nãy là hát thôi đó. Ủa nãy anh diễn thôi còn hát thì sao anh? Thử một xíu mà một đoạn thì nó như thế nào anh? Hát hơi à. Có đợn hả? Em có đợn á. Không có ráp được. Thôi để hát cái không câu cái. Hát không câu hả? À? Hát. Dạ. Không câu chơi. Dạ. Đi chứ giờ mình phải ráp đợn thì lâu quá. Dạ. Theo yêu cầu của Khương Dừa và bà con đây cũng muốn biết Thanh Bắc có biết ca giọng cổ hay không, thì thôi giờ Thanh Bắc sẽ hát khơi một câu giọng cổ để cho bà con nghe. Bà con thông cảm ha. Rồi được, nếu vậy cho anh chàng phát tay đi. Dạ, một chàng phát tay bà con bác ơi. Đó, vậy thì mấy mốt mình trở lại đây mình mừng nữa chứ. Cảm ơn bà con nha. Dạ. Cảm ơn anh Đức nhiều. Anh Đức với lại anh Nam là diễn chung nhiều hả? Mấy chục năm à. Dạ. Nam với Thanh Nam à. Dạ. Chung với Thanh Nam Chiêu Bình hồi xưa giọng ủ. Dạ. Mà dạ. Đức cũng là từng đóng với Thanh Nam mấy chục năm nay rồi. Dạ. Về hưu mà lãnh lương hưu. Dạ. 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 Có duyên danh. Dạ. Bắc. Dạ. Dạ. Làm danh Bắc. Dạ. Cảm ơn anh nhiều. Hai anh em ăn ý quá trời. Rất là. Dạ. Ăn ý luôn. Dạ. Rồi thôi giờ để anh kể đi. Quýnh đại đi ha. Quýnh đại đi. Hên xui hên xui. Cái nhà lá vườn. Ta nói nhà nước sổ số kiến thiết là góp phần xây dựng, mà để họ lợi dụng để chơi kìa. Cuộc chơi này thiên hạ rủ nhau mê. Thanh Bắc tôi thấy vậy cùng vào chú luôn làm quyền đề. Mà làm quyền đề không phải dễ đâu nghe mấy cha. Mình phải biết tính toán
người ta trúng mình mới có tiền thưởng, mới có bà bò được chứ em. Hả? Bữa nọ bà Bảy bán chè sớm trên xuống bà nhờ tôi bàn đề. Bà nói là hôm bà ngủ bà nằm chim bao bà thấy vậy nè. Nằm chim bao thấy con gà trong gây, nó bay lên cây mà nó gây, ngoài bụi tre nghe gió đưa sạc sao. Rồi bay lên bóng nhiên thành biên qua, cánh nó đen tôi nó như là con nằm vô tay. Tôi tính luôn giật con gà nó đứng bụi tre nó gáy, chắc chắn là đài chánh Bến Tre chiều nay sổ số. Vậy chị hãy tin tôi mà chị đánh con. Bay lên thành con ngõ đó, chỉ dố dùng tôi con ngõ 25 ngàn, còn con 65 là con ngõ lớn nó nghe kệ. Chắc bà câu thấy chị nghèo chó lập chị đánh, chị đánh tên đi chiều sổ ra là hôm. Chiều hôm đó bà nghe lời tôi quá ghét hết ba tiền lời tiền vốn thi dòng chúng số đề để lại căn nhà dốt nát hết. Nhưng mà gà lớn gà nhỏ, ó lớn ó con cũng đều chết quất. Thấy nhà cửa bả chén dĩa bay, chồng con nheo nhóc vậy mà nhờ tôi xạo quá trời xạo nghe. Bằng đủ trăm con không hề say chạy, nổi danh bằng số kim bao thật rất đại tài. Nói thiệt nghe vừa công mất bằng mình, ăn thua là chủ với tay em. Có bữa chó dắt tôi đi vàng chúng ngay con vậy đó. Rồi từ đó tiếng tâm tôi gian rền lên hết, còn chủ ơi thua muốn sạch máu luôn. Tôi cứ khai thác máu đam mê đỏ đen sát phạt, chúng thì hốt bạc còn thua chiều. Cảm ơn bà con rất nhiều. Cái này thật tình là lâu quá không có hát giọng cổ, cái gì nó cũng còn hơi bị khớp, mong cô bác thông cảm. Mai mốt Thanh Bắc sẽ kiếm một hai bài nào ngon ngon cái trở về đây phục vụ bà con. Dạ, được không? Ở đây bà con bác thích nghe giọng cổ lắm anh. Dạ. Dạ. thế nào trở về chỉ sao giọng mình quốc giọng thiệt cổ. Sự là cũng khó phân biệt được cái giọng của anh với giọng anh Thanh Nam, chỉ có điều là bây giờ mình về mình nghe giọng anh với giọng anh Thanh Nam một lượt á. Dạ, thì mới biết được. Dạ, nhưng mà dạ. Nhưng mà có một điều là em ông xác nhận là ông Thanh Nam là bà con của bác Lật phải không? Dạ, đầu ông. Dạ đầu ông trời. Đầu ông trời. Có ông Đắc không? Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn ngoại nhiều nha. Dạ dạ cảm ơn ngoại nhiều. Dạ. Dạ anh Thanh bác ơi, thật sự lúc nãy mà Quỳnh Thơ quan sát thấy là anh đến rất là sớm, anh đến với chương trình rất là sớm. Mà Quỳnh Thơ nhìn thôi là Quỳnh Thơ thấy anh giống chắc khoảng 70% thôi. Xong rồi lên đây là em thấy anh diễn nè, anh nhả chữ nè, rồi tới khi anh hát nữa, em thấy giống nhất là mấy cái khúc mà kéo cua. Dạ, rồi, cái gì mà là vé số đó, xong rồi em thấy giống quá trời luôn. Cũng gắng cố gắng, tại anh mình hay được bà con ngưỡng mộ đó. Dạ. Bây giờ mình cũng gắng hết sức, ổng được 100 thì mình cũng được 30. Dạ. Bà con ủng hộ như đó là vui rồi. Dạ, cảm ơn anh ha. Bữa sau nhé, tới hội quán ở sau vườn chuẩn bị nhiều bài ca cổ nữa để hát phục vụ bà con ha. Anh sẽ dạ. chuẩn bị được sao mình hát ca cổ dạ, ha. Cảm ơn anh. Rồi thôi, xin chào tạm biệt quý vị, tạm biệt bà con mình rất nhiều. Dạ, cảm hẹn ơn. Gặp lại. Cảm ơn anh Đức nhiều ạ. Cảm ơn anh.